Theo nguồn tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, trên địa bàn một số địa phương có mưa vừa mưa to. Dự báo khu vực thành phố Lào Cai, thị xã Sapa và huyện Bát Sát tiếp tục có mưa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy dự báo ở cấp 1. Các địa phương và người dân cần nâng cao cảnh giác đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động đến môi trường, uy hiếp tính mạng, gây ách tắc giao thông, làm ảnh hưởng tới việc đi lại, di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại đến sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người, sản xuất nông nghiệp. Mưa lớn trong nhiều ngày gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng vùng trũng thấp ven sông suối nhỏ,